quên mở cái nghe. Mọi người đợi tí nha mọi người ơi, vô cái setting này. Đây đúng là đâu rồi, chữ nào là cho phép cái này đây. Ok rồi. Để cho tham tiếp học chụp hình rồi, để lên rồi, lên rồi. Rồi, gửi lời chào lớn gia đình của mình nha. Hello, hello các anh chị, bạn bè và những người thân yêu. Hôm nay thì chúng ta lại được gặp nhau trong buổi tối này nha. Buổi tối hôm nay, tối thứ năm. Trời ơi, nhanh quá. Tối thứ năm rồi, tối thứ năm và hôm nay đã là ngày 21 Tây. Vừa bước qua ngày cuối cùng, nhưng mà đêm hôm nay Hương Nguyễn nói là sẽ vẫn đặc biệt cho quý vị nha. Cho những ai mà bị trễ đêm qua thì đêm nay là đêm cuối cùng để chúng ta vẫn được cái điều đặc biệt nha. Tối ngày 21 rồi, gửi lời chào đến tất cả các anh chị, bạn bè, các khách hàng và những người yêu mến chương trình Trầm Hương và May Mắn. Thời gian cho đến rất là nhanh đúng không, mới đó thấm thoát thôi mà chúng ta đã hết một tháng vừa qua và chúng ta đang chuẩn bị đến với cái tuần cuối cùng để chúng ta chuẩn bị đến với gọi là Christmas, Noel và New Year đang về cùng với tất cả mọi người khắp mọi nơi. Phải nói là năm nay thì có lẽ trong ngày hôm qua và ngày hôm nay thì tiếng thấy rằng là ở khu vực Busan, Orange County thì có vẻ đông đúc hơn so với tuần trước. Tuần này bắt đầu đông hơn, thấy mọi người về đông hơn, đi đường kẹt xe hơn, rồi trong Costco, trong Sam's và trong những cái khu mall của Mỹ như ở South Coast là bắt đầu là rất là đông đúc, người đi mua sắm quần áo vân vân, đi mua đồ trang hoàng nhà cửa. Và trong những đêm này thì Tí và Hương chạy show liên tục là đi ăn, gọi là ăn tiệc cuối năm á, ăn tiệc trao đổi quà. Và nói là bận hôm qua là Tí mới đi một cái tiệc khác, Hương đi tiệc khác, hai anh em không gặp nhau show hôm qua. Nhưng mà tối nay có show khác nữa, hầu hết ở miền Nam California các anh chị OC á là cứ vô những tiệc này là người ta làm tiệc gia đình á. Tiệc chơi Giáng sinh, tiệc Noel, tiệc trao đổi quà, vân vân, là chơi trước để vì vô cái ngày đúng cái ngày lễ Giáng sinh đó là ai cũng bận rộn với gia đình nên là không được chơi. Hoặc là riêng cái đêm cao đao thì mọi người sẽ có cái tiệc là cái show mà chồng Hương Nguyễn đang làm đây là 31 tháng 12. Và năm nay thì không có nhiều show hay nha. Năm nay thì riêng cái cao đao ở tại miền Nam California thì chỉ có một show lớn nhất, hay nhất mà xứng đáng để chúng ta đi chơi là cái show là Đêm Huyền Thoại 2 sẽ diễn ra ngày 31 tháng 12 nha, ở tại Quốc Dương Venue. Thì ai mà muốn đi cái show này thì nhanh tay nha, gọi về cho Hương Nguyễn để chúng ta có được những cái tấm vé cuối cùng hay là cái bàn cuối cùng cho cái show này, vì một năm chỉ có một ngày 31 tháng 12 mà thôi, và cái show này là cái show lớn nhất, hay nhất luôn. Rồi chúng ta sẽ trở lại với chương trình Trầm Hương và May Mắn. Thưa quý vị, thì sau khi mà kết thúc cái chương trình riêng khách hàng thì chúng tôi sẽ có một chương trình đặc biệt liên kề luôn, đó là chương trình rút thăm trúng lọc may mắn ngày đầu năm đó, ưu tiên cho các khách hàng mua sản phẩm của công ty Trầm Hương Nguyễn. Nhưng mà trước khi để nói rõ hơn về chương trình này như thế nào thì bây giờ là mời mọi người vô coi show này nha. Và đêm hôm nay chúng ta sẽ vẫn được chốt hai sản phẩm đặc biệt nha, rất là đặc biệt luôn, nên mọi người đừng có gọi là đừng có quá lo lắng, vì mặc dù chúng ta vừa mới bước qua ngày 21 nhưng mà tối hôm nay Hương Nguyễn sẽ vẫn đặc biệt cho quý vị để chúng ta được lựa chọn. Ai có yêu cầu gì, mua sản phẩm gì thì xin nhớ comment bên dưới nha, Hương Nguyễn sẽ chọn ra hai sản phẩm đặc biệt cho quý vị. Rồi, hello quý vị và hello Trầm Hương Nguyễn. Dạ, chào cả nhà mình ơi. Nhiều lúc qua có một ngày thôi mà mình không có giảm 20% á thì cũng có nhiều người khách cũng thấy thương và cũng thiệt thòi đó. Đây là minh chứng cho một chị khách mới sang đây, xong rồi chị hỏi có giảm hết giảm chị rồi. Tối cho coi đi. Dạ, hết giảm rồi chị nên, có cho coi. Cho nên là Hương Nguyễn nhắc đi nhắc lại hoài là có nghĩa là qua ngày 20 tháng 12 là công ty Trọng Hương Nguyễn sẽ không có chương khách hàng 20% nữa, vì mỗi một năm như vậy là chỉ có một tháng thôi. Nhưng mà cái ngày hôm nay là cái ngày hôm qua là cái ngày hết ngày cuối cùng hết like hết trên khách hàng. Nhưng mà ngày hôm nay á là luôn luôn là anh Đức Tiến là một cái người nói chuyện rất là hay, cho nên là cho nên là Nguyễn luôn luôn muốn là anh là một cái người để mà kết cái trên khách hàng 20%. Đương nhiên sẽ không có mua được 20% nữa, nhưng hai cái món hàng cuối cùng thì cũng sẽ tương đương 20% hơn. Đúng rồi. Và cho khách hàng đặc biệt, có nghĩa là bình thường mình chốt cái mẫu đó thì chỉ tặng 30, 50, 70, 80 thôi,
Nhưng mà hôm nay hai cái món mà Hương Nguyễn chọn cũng sẽ tương đương với lại cái 20%. Dạ, và được tặng thêm một chút nữa, và coi như là cái buổi hôm nay sẽ là kết thúc cho cái quà tặng, nhưng mà chỉ có hai người thôi nha cả nhà mình. Dạ. Chỉ có hai người thôi nha. Dạ, chỉ có hai người thôi. Rồi, hello bạn Hạnh Vũ nè, Hạnh Vũ đang coi ở trên YouTube, nói là mình order nhan trầm Hương nha. Hạnh Vũ ơi, vì đó, ở trên là hồi nãy là chị nhắn cho em. Chỉ ở bên kênh Quốc Võ. À rồi, Hạnh Vũ ơi, à chị nhắn với kia ship thì em mới nói là hai ống em cộng tiền ship chưa 10 đồng nữa mà em không có giảm. Dạ. Không, nhưng mà nếu mà chị muốn thì em sẽ chốt cái quà tặng combo, có nghĩa là nó sẽ nhiều hơn. Dạ. Để mà mình được với cái giá quà tặng, vì hôm nay em chỉ tặng cho có hai người thôi. Rồi, chị Hạnh Vũ nhớ coi là nếu thích thì chốt báo luôn nha. Dạ. Rồi, trong tối hôm nay thì phải nói mình nói luôn cái chuyện mà qua giờ hai anh em đi chơi hai show khác nhau. Đúng. Nhưng mà cùng chung một bài học như nhau, đó là tiếng nói có ba cái làm cho con người ta sẽ không giấu được cảm xúc của mình. Thứ nhất là người đang yêu, một người đang yêu đó để nhận ra ví dụ chồng mình ngoại tình là cha nội này cái chuyện gì đây, lớn la lớn vét mà xưa không điệu giờ điệu quá, ví dụ dạng vậy, hay là về nhà cứ ôm cái phone xuống, hay là cứ lắp la lắp la lắp lét là rất dễ nghi là ông này đang có tình ý đây, hay là người đang yêu là coi như rất lãng mạn, hay đó đó là người ta sẽ không giấu được cảm xúc của mình. Một là đang yêu, hai là xỉn say xỉn, và cái thứ ba là chơi game á, là chơi đá banh nè, cũng là chơi game, chơi bất cứ gì, chơi game hay chơi giật trò chơi, nói chung chơi game, nói chung đó là người ta sẽ không giấu được cảm xúc của mình, và thông qua ba cái trạng thái đó, yêu, say và game, là người bộc lộ rõ được cái tính chất của cái bản chất bên trong của người ta. Thì Tiến qua cũng chơi game ở bên một cái gia đình nghệ sĩ tên của Tiến, và trong đó Tiến thấy nè, thứ nhất là người ta luôn thích tiền hơn thích những món đồ mà người khác bỏ công ra để mua gói rồi gửi gắm tình cảm đó, họ đơn giản 40 đồng, 50 đồng mà lấy liền. Nhưng mà một người không phải người ta thích tiền không, những người khác cũng thích tiền, nên người nào đang giữ tiền người sẽ bị truy sát và giết theo, giật qua đo giật lại. Ngày qua có 3 phong bì tiền mà ai cũng tranh giành 3 phong bì đó, mà thật sự cái món quà các anh mua mắc hơn, anh mua một chai rượu anh là 52 đồng, thuế vô 57 đồng, mắc hơn cái 40 đồng đó. Rồi cái dĩa mà anh nhận được là tới 120 đô. Nhưng mà người đó thích mua để cho mọi người subscribe với nhau đó. Nhưng mà đầu tiên thấy là ai mà thích tiền, mê tiền, giữ tiền thì sẽ bị tiền hành, thế là bị người ta truy sát, dí ra lấy tiền. Thứ nhất, thứ hai là trong một nhóm đội hay là trong một nhóm cộng đồng với nhau, mà người nào thích là mặc làm những chuyện mà chướng tai gai mắt, nói những chuyện chướng tai gai mắt, làm những việc gọi là phản lại, như là nói những chuyện liên quan tới tôn giáo, Phật pháp, Chúa mà nói kích người ta, đó là chướng tai gai mắt, là lúc nào cũng bị dòm ngó và bị xỉa xói và bị dìm hàng. Đó là do có một bạn mặc áo ngược màu thiên, mà qua thiên mặc áo màu đỏ, mà mặc áo màu xanh đọt chuối là hai cái đó là mình hỏi được liền luôn. Cái thứ ba nữa là có những người đó là ăn xài rất là nhiều, nhưng mà khi đi vô là coi như cứ lén la lén lút, không có mang gì đến trơn á, nhưng mà ạt quá chứ ăn làm đủ trò đủ kiểu về á, đó là mình biết họ thích có những cái tính bên trong mọi người, họ thích được thỏa mãn rồi tao không làm trơn mà hưởng thì hưởng luôn á, thích gì đó, thích gì đó nên là chia sẻ mọi người là chơi game mà nhớ cẩn thận, không mà bộc lộ ra hết tính của mình nha cả nhà. Còn Hương thì sao nè? Em thì hôm qua chơi rất là vui luôn. Kêu Phùng Ngọc Huy là nói là em ơi chở chị đi chung, tại vì Hương Nguyễn không biết lái xe, thì Huy nói là cái team mặc đồ gì, nó mặc đồ hồng. Cái Huy nói trời ơi mặc đồ hồng, con trai bắt mặc đồ hồng khó quá. Xong cuối cùng Huy cũng chọn được cái áo màu hồng với cái quần màu trắng. Okay, xong hai chị em lên live xong rồi đi thì mắc mưa, ta nói mưa tầm tã luôn, nhưng mà chơi rất là vui. Yeah. Chơi rất là vui luôn á, vì là giật quà, ta nói đông người lắm mà có 25 phần quà hả? Ôi, cũng bằng bên đây, bên đây 24 phần. Bên đây 25 phần, 25 phần quà thì chơi cũng rất là vui. Thì giống như anh Tiến nói vậy đó, thì em thì giật bình thường lắm, em thì hình như em bóc. Có nghĩa là Hương Nguyễn á, là không có thời gian đi mua quà, thì Hương Nguyễn bỏ vô bao thơ, thì chơi cái gift là chơi là có 50 đô đổ lại thôi, quà là 50 đô cho đổ lại. Thì Hương Nguyễn có bỏ vô bao thơ là 50. Thì cuối cùng em không có bóc cái quà của em, mà em bóc một cái gói quà khác. Thì trong đó cũng có cái bao thơ 50 luôn. Dạ, em may mắn như vậy nha. Nhưng mà không ai giật của em hết trơn á. Còn Huy á thì Huy cũng bỏ cho 50, nhưng mà giật được cái đèn cày. Cái đèn cày xong á, cái Huy cứ nói là ai giật cứu tôi đi, ai giật cứu tôi đi, Huy giật cái chết. Không ai giật cái chết.
Trời ơi, giật được cái thằng cày này, không ai giật xong cái đi về, cái Huy kêu là thôi chị đem về chị xài đi. Cái Hương Nguyễn mới nói không, ở nhà Hương Nguyễn là Hương Nguyễn xong nhân trồng không mà, để cho nó thử mùi chứ không có sao, không có đốt cái đàn cày khử mùi, cho nên là xài nhân trồng không à. Có nghĩa một người á thì có người thì bị giết giật quá chừng luôn, giật tới giật lui. Còn có người thì năn nỉ cộng đưa lên được cái là giật giùm đi, giật giùm đi để gỡ cho món khác. Đúng thì rồi. Không ai chịu giật hết. Dạ, nói chung là mặt Khang Tiến hầu như là trong nhóm trong rất là nhắn tin rồi, nhưng ai cũng bị Khang Tiến hết luôn. Đúng rồi. Chơi vui quá nên là la quá là nên quá là, thì là đúng không? Đó là vui đó, đó là chơi rồi. Gọi là chơi trao đổi vượt quà, trao đổi quà, vượt quà là chính, rất là vui luôn. Và chúng ta trở lại với câu chuyện trong tối ngày hôm nay nha các anh chị ơi. Hôm nay sao tới 11.000 người coi YouTube mình giữ ta. Yeah. Rồi, hello 11.000 người đang coi trên YouTube nha. Và các anh chị đang coi trên Facebook luôn. Thì chúng ta cũng đang gọi là năm hết Tết đến ha. Rất là cận kề của chúng ta. Và đây cũng là cái dịp mà chúng ta mua quà tặng cho ông bà, cha mẹ, người thân của mình. Thì công ty Trầm Hương Nguyễn là một trong những cái sản phẩm mà hàng thật, hàng có giá trị thật, trầm hương thật, để mà chúng ta lựa chọn mua cho chính mình, cho tiệm mình, cho nhà mình, cho công ty mình, hay là tặng cho ông bà cha mẹ của mình. Mình mua được một cái sản phẩm nó có giá trị thật, đầu tiên mình thấy mình vui rồi, mình mua được hàng thật. Thứ hai là mình tặng cho người mình yêu thương, và mình biết luôn là cái món hàng này người đó nhận được là người sẽ rất thích, vì nó sẽ không có giống món hàng khác ở bên ngoài đó. Là Tiến luôn luôn chia sẻ mọi người là lựa chọn món quà nó hơn cả là cái giá trị mang đến, là cái tấm lòng của mình và cái sự tìm hiểu của mình. Thì nếu ngoài các sản phẩm khác mình đã từng lựa chọn, mình mua tặng những năm khác rồi, thì riêng năm nay Tiến recommend gia đình của mình có thể lựa chọn các sản phẩm của Trầm Hương Nguyễn để làm quà tặng cho người thân của mình, hoặc là mình chơi gift exchange luôn cũng được luôn nha. Dạ. Chào cả nhà mình, chào anh Phúc. Phúc là bạn thân của chồng em. Chào chào Mỹ Hạnh, chào cả nhà mình. Cả nhà mình ơi, công ty Trầm Hương Nguyễn là kết thúc cái trên khách hàng 20%, nhưng mà sẽ có một cái đặc biệt là em có gửi qua cho anh Tiến rồi đó, anh Tiến. Okay. Yeah. Đó, một cái đặc biệt là đó là chúng ta sẽ có tức cái là chương trình. mình mua một tức là 200 đô là sẽ được một phiếu. À. Yeah, 200 đô là sẽ được một phiếu. 200 đồng là được một phiếu rút thăm may mắn. Yeah. Đúng không? 200 cứ 200 đồng là một phiếu rút thăm may mắn. Và chúng ta sẽ có 3 giải thưởng lớn sẽ được chính thức công bố và sổ vào ngày mùng 1 Tết buổi trưa giờ California. Buổi trưa là rút lì xì. Sẽ có 3 giải thưởng lớn nha. Đầu tiên giải nhì là một bộ gồm có là bột trầm hương, nhang trầm hương và cái lư, đúng không? Trị giá là 500 đô. Đó, đó. Thứ hai, giải nhì đó là cái vòng đeo tay trầm hương núi rừng tự nhiên có mix với lại hoa sen bằng vàng thật, trị giá là 1.200 đô. Và giải nhất đó là một cái chuỗi 108 chuỗi trầm hương núi rừng tự nhiên có mix với lại bi vàng và hoa sen vàng, trị giá là 3.000 đô. Yeah. Wow, là ba giải nha. Một giải là trầm hương và Đức Tiến, khỏe không? Cảm ơn chị Hương Tăng rất là nhiều. Đó là sẽ gồm là có 3 giải nha cả nhà mình. Và cái quan trọng là nó không phải là trúng giống như là trúng số mà trúng nhiều. Nó vui, nhưng mà cái trầm á là đầu năm mà mình giống như là mình được lọc của mấy cái trầm hương cũng rất là tốt, vì là cũng có nhiều người á là mùng 1 Tết đó cả nhà mình, Tết nguyên đáng mình đó nha. Mùng 1 Tết người ta cũng ra tại công ty Trầm Hương Nguyễn để người ta sắm trầm. Tại vì giống như là đầu năm á người ta đi, giống như người ta đi thỉnh trầm á, người ta cảm giác như là nó tâm an lạc và giống như là nó sẽ được nhiều cái sự may mắn và cái bình an, cho nên là người ta hay mua quà. Như vậy Thu Trang ơi, anh hỏi rằng nhưng mà ai sẽ được là bắt đầu đọc tính phiếu? Tính phiếu từ khi nào? Tính phiếu là từ bắt đầu ngày hôm nay nè. Hôm nay đúng không? Từ bắt đầu ngày hôm nay. Chúng ta không được nhờ tính phiếu đúng không? Có nghĩa là từ bắt đầu từ ngày hôm nay là không còn chưa khách hàng 20% nữa. Thì ai mua hàng mua bắt đầu từ đêm nay là sẽ được phiếu. Đúng rồi. Đúng không? Cái phiếu đó nó là Hương Nguyễn đều có chụp. Có nghĩa là Hương Nguyễn sẽ ghi số phone của cái như nhà mình sang, vô. Đúng rồi. Tại vì cái tên á là cái tên nhiều lúc nó sẽ bị trùng. Có ghi ghi cái số phone vô, mình đọc cái số phone, cái tên, cái số phone thì sẽ là vừa ghi cái tên vừa ghi số phone luôn, để nó không có bị trùng cái tên mà nó trùng số phone, không có trùng được. Yeah. Cho nên là sẽ bốc thăm vào ngày mùng 1 Tết vào 6 giờ giờ miền Nam Cali, cũng cái giờ live như thế này nè cả nhà mình. Đó, và công ty Trầm Hương Nguyễn thì
ở trong Mall Phú Lộc Thọ chỉ có một địa điểm duy nhất, không có chi nhánh thứ hai trên nước Mỹ nha cả nhà mình nha. Dạ. Rồi bắt đầu từ đêm hôm nay mọi người mua sản phẩm của Trần Hữu Nguyễn với từ 200 đồng trở lên là được một phiếu rút thăm chúc thưởng may mắn nha. Có ba giải thưởng, một giải là 500 đô, một giải là 1.200 đúng không? Đúng, và một giải chỉ là 3.000 đô, cứ 200 đồng là được một phiếu rút thăm trúng thưởng nha. Dạ, và rút là trực tiếp, có like trực tiếp về luôn nha cả nhà mình. Rồi. Có like trực tiếp về luôn cho nên là Thủ Trang ơi, em có thể bắt đầu lấy phiếu đầu tiên được rồi đó. Dạ. Được từ đêm nay rồi nha. Dạ. Đó là 200 đô là một phiếu nha, để rút thăm cho Nguyễn Thấm nè, Thu Tăng nè và các anh chị nha. Rồi và tiếp theo đây là cái mẫu trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà mình nha. Đây là cái mẫu trầm núi rừng. Hương Nguyễn sẽ lên những cái mẫu hàng do con người trồng cấy trước đi. Đây cái mẫu này, mẫu này là bán rất là chạy luôn. Mẫu này là tại vì những cái đá mà đá ngọc bích như thế này lên tay rất là đẹp. Hello Hiếu Trương. Đó. Đá ngọc bích như thế này lên tay rất là đẹp nha. Đây là trầm do con người trồng cấy nha cả nhà mình, hạt 7 ly. Trầm hương do con người trồng cấy và có mix với lại cái trang bạc 925, giá là 480 đô nha. Giá là 480 đô và cả nhà mình chị không có Châu phiếu. Trinh. Dạ đúng rồi. Phiếu là từ bắt đầu ngày hôm nay. Bây giờ mua hôm nay mới có phiếu tại nha. Tại vì từ bữa giờ á là 20% là những người mua 20% sẽ không có phiếu. Vì là đã được cái 20% rồi. Và sau khi hết giảm 20% thì tụi em mới có cái chương trình là bốc thăm trúng thưởng. Dạ. Hồi năm trước cũng vậy luôn. Dạ. Dạ hồi năm trước cũng vậy luôn là sau khi cái 20% thì tụi em mới có những cái chương trình bốc thăm trúng thưởng nha chị nha. Dạ. Thứ 200 đô là sẽ được một phiếu. 200 đô là sẽ được một phiếu để mình bốc thăm trúng thưởng cho nó vui. Năm vừa rồi 6 giờ giờ miền Nam Cali á, thì đại sứ thương hiệu của công ty Trầm Hương Nguyễn là nam ca sĩ Đan Nguyên đến đây để hái lộc và bốc thăm. Nhưng mà năm nay là 30 Tết mùng 1 Tết Nguyên Đán thì Đan Nguyên không có ở UC mình. Cho nên là sẽ không có hái lộc được, thì chắc là cũng sẽ có hai anh em mình thôi. Nếu mà có nhân vật đặc biệt thì mình sẽ mời đến. Đúng rồi, mình sẽ mời đến để hái lộc cho nó vui. Dạ. Rồi và đây là giá là 480 đô cho cái trầm hương do con người trồng cấy nha cả nhà mình. Và được mix với lại cái trang bạc 925 và cái đá ngọc bích màu xanh là hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa nha. Hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa. Rồi từ bây giờ chứ đi quý vị khi mua hàng công ty Trầm Phong Nguyễn này nhớ nói là Trầm Phong Nguyễn chụp hình cái phiếu đó gửi cho quý vị nha. Thứ hai cái đồng là được một phiếu rất không trúng thưởng nha cả nhà. Đây là trầm hương do con người trồng cấy, mix với đá màu xanh rất là đẹp luôn, rất là dễ đeo luôn và dễ mua, giá là 480 đồng, 480 đô. Dạ, 480 đô. Chào cả nhà mình. Và hôm nay chỉ lên có một mẫu hàng trầm thôi. Sẽ lên những cái mẫu trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà mình. Sẽ lên những cái mẫu trầm núi rừng mộc tự nhiên và lên cái hàng viết trước nè. Chào Hà Nguyễn. Đó. Hello, Hà bây giờ là ai mua là 200 đô trở lên là sẽ cứ được cứ một phiếu. Ví dụ như mua 1.000 là sẽ được 5 phiếu đó, cứ 200 là được một phiếu hái lộc để mùng 1 Tết mình hái lộc cho nó vui nha. Yeah. Đây. Và cái này là trầm núi rừng mộc tự nhiên. Trầm núi rừng mộc tự nhiên. Loại này là loại VIP nha cả nhà mình nha, có cái chữ tài lộc nha. Loại VIP có chữ tài lộc dành cho cổ tay nữ, nhưng mà nếu nam nào mà cổ tay mà nam nào mà cổ tay mà nhỏ thì vẫn đeo cái vòng này được nha, vì là cái phân khúc của nó là 9 ly. Dạ, cái này là có nghĩa là dành cho nữ cổ tay tròn, nhưng mà nếu mà nam là cổ tay mà cổ tay nhỏ là vẫn đeo được, giống như anh Tiến là anh đeo vừa đúng rồi, tay cổ tay nhỏ. Dạ. Đó, anh Đức Tiến là người to mà cổ tay nhỏ. Dạ, đây là vừa đi luôn nè, đó là xoay được bình thường. Cho nên là nam nữ gì đeo cũng được hết nha cả nhà mình. Dạ. Nam nữ. Vòng đeo tay móc khúc có bọc vàng nha và có mix bi vàng ở giữa luôn. Dạ. Và có các chữ cho quý vị, đây là chữ gì vậy? Tài lộc. Tài lộc. Dạ. Nha. Dạ. Giá là 6.800 đô nha cả nhà mình. 6.800 đồng nha. Cái vừa rồi á là làm cái phôi hàng này là cái gam dầu rất là nặng mà làm được chỉ được có 2 chiếc thôi, với là một chiếc nam 2 chiếc nữ. Mà cái tiền vàng á, bê vàng nó lên quá trời luôn. Nhưng mà Hương Nguyễn vẫn không muốn tính lên. Dạ, chứ đúng ra cái này là lên tiền vàng á, cả 100 đồng nữa là 1.000, là 6.900 luôn á. Yeah. Nhưng mà giống như là thôi muốn để cái 6.800 cho nó đẹp. Cho nó may mắn. Dạ, đúng không? Cho nó may mắn. Đó, 6.800 nha. Đây là vòng đeo tay móc khúc. Hạt này là 12 ly hả? 9 ly ạ. À? 9 ly nha. Nam nữ đeo được nha. Nam tay nhỏ như Tiến đeo được nha. Còn nữ đeo được rất tuyệt vời. Nam nữ đều đeo được hết 6.800 nha các anh chị. Dạ, có chữ tài lộc trên này. Ngoài ra mình đặt hàng được luôn các chị nha. Mình đặt hàng ý mình vẫn được luôn. Dạ. Mình đặt theo ý mình và mình có thể đặt
cái tên theo công ty của mình hay là ông bà cha mẹ của mình hay là con cái của mình hay là người yêu của mình, đều là đặt, đều là công ty chồng Hương Nguyễn đều có thiết kế cái tên được cho cả nhà mình. Và anh thấy đang làm xế ngang, anh thấy không? Nhưng mà xế ngang nó có cái lợi của nó là cái mùi nó mạnh hơn xế dọc, nhưng mà nó da chậm mạnh, nó dẹp này. Mình tạo xế ngang hả? Đúng rồi, cái này là đang làm xế ngang đó. Không làm xế dọc. Tại xế dọc nó bị giảm mùi nhiều quá cho nên làm xế ngang. Xế ngang thì mùi đã hơn. Dạ, xế ngang mùi nó đã hơn. Rồi, và đây nhưng mà nó sẽ có cái hại là mình va đập mạnh nó vậy. Vậy phải cẩn thận không? Đúng rồi. Rồi, và đây cái này là chầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà mình. Đây là chầm núi rừng mọc tự nhiên và nằm ở phân khúc Hàng Trung nha cả nhà mình, nằm ở phân khúc Hàng Trung nha. Giá là 1850. Giá là 1850 và mix với lại những cái viên đá màu đỏ như thế này á là hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ nha cả nhà mình. Hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ. Đó. Mình hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ nha. Giá là 1850. Chị Thanh Vũ. Chị Thanh Vũ. Thanh Vũ bên YouTube. Chị ơi, chị có đang coi bên YouTube không chị? Thương chị năm nào cũng mua nhang hết trơn mà năm nay mua trễ vậy đó. Trễ hả? Dạ, năm nào chị cũng mua đó. Chị mua rất là nhiều năm rồi chứ mua rất. Chị Thanh Vũ mà đang coi thì chị có thể comment hoặc gọi về cho Hương nha. Dạ, nãy có thể comment đó. Dạ. Rồi và tiếp theo đây chào Nguyễn Minh. Đây tiếp theo đây là chầm núi rừng mọc tự nhiên và cái này nó cũng nằm phân khúc là cũng là tầm phân khúc Hàng Trung luôn nha cả nhà mình. Giá là 1980 cho cái hạt 6 ly chầm núi rừng mọc tự nhiên nha. Hạt 6 ly cho cái chầm núi rừng mọc tự nhiên. Anh Tiến có nóng không? Hơi nóng. Em tắt hết nha. Bớt hết lại. Cái này là 1980 cho cái chầm núi rừng mọc tự nhiên và cái này là nằm ở phân khúc Hàng Trung nha cả nhà mình. Không biết nóng hay không, hồi nãy giờ ngồi sao cái mặt nó đỏ bừng lên luôn. Nóng đó. Không phải nóng đâu, em đói bụng á. Ồ vậy hả? Em đói bụng là nó giống như nó bị người ta mệt nó lên huyết áp không, mà em đói bụng nó lên huyết áp. Đúng rồi, tùy người. Rồi đi lên trên tiếp này đây cho đỡ hết lại. Ok, đây là cái chuỗi 108 nha. Đây là chuỗi 108. Hello các anh chị nha. Chuỗi 108 hạt của nó là hạt 6 ly. Và nó là hàng tự nhiên. Hàng núi rừng nằm tự nhiên. Nằm ở Hàng Trung nha cả nhà mình. Có giấy tờ chứng nhận nha, mình an tâm để mua và tự tin để tặng nha các anh chị. Đó. Hello cả nhà. 1980 và thích chuỗi này chúng ta chốt sẽ được giá đặc biệt đêm hôm nay nha. Bên cạnh giá đặc biệt và còn được thêm chứ 200 đồng là được một phiếu rút thăm trúng thưởng may mắn. Đúng rồi. Như vậy là này 1980 là được gần 10 phiếu nha. Đó. Được gần 10 phiếu luôn nha các anh chị. Đó. Là cơ hội được tới 10 lần. Đây. Đầu năm mà mình trúng một cái giải nhất 3.000 đô. Chị Hạnh Vũ. Chị Hạnh Vũ đang coi cái gì? Hạnh Vũ nhắn tin về số phone cho Hương Nguyễn nha. 714-588-9989. Dạ có gì chị nhắn cho em nha chị nha. Chào Hạnh Trương. Và đây là chầm núi rừng mọc tự nhiên, được mix với lại những cái cham này là cham Ngọc Hòa Điền nha cả nhà mình. Cham Ngọc Hòa Điền nha, đeo rất là fashion, rất là thời trang luôn. Cái này là cham Ngọc Hòa Điền, giá là 1200 đô. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ đều được nha. Chào Thanh Thủy, chào chị Thanh Thủy, chào Thắm. Bắt đầu từ ngày hôm nay là ai mua 200 đô là sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng nha cả nhà mình. Cứ là mua 1.000 đô là sẽ được 5 phiếu. Và tới ngày 6 giờ giờ miền Nam Cali, ngày mùng 1 Tết âm lịch của mình. Dương lịch chứ hả? Ngày mùng 1 Tết âm lịch là mà là mùng 10 á. Sao Nguyễn không biết. 10 tháng 2. Không biết là âm hay dương. Dương là cao đao là dương. Âm là dưới là chưa. Dương là chết, âm là dưới á. Chào chị Thanh Thủy. Rồi, đây là giá là 1.200 đô nha cả nhà mình. Giá là 1.200 đô. Và ông Nguyễn nhắc lại là ngày hôm qua, hết ngày hôm qua là ngày hôm nay là sẽ hết trơn khách hàng rồi. Nhưng mà muốn là anh Tiến là giống như là kết thúc cho cái buổi trơn khách hàng nó sẽ vui hơn. Yeah. Thì Hương Nguyễn sẽ tặng cho hai người thôi nha. Có nghĩa là hai người cho ngày hôm nay với giá đặc biệt cuối cùng.
và ngày mai thì chỉ là tặng được 20-30 đô hoặc 50-70 đô thôi chứ không. Đêm nay còn là đêm cuối cùng để chúng ta được chốt và được tặng đặc biệt nha. Đúng chứ rồi. Bắt đầu sang tuần sau là không còn nữa nha. Đúng không rồi. Còn được đặc biệt như đêm hôm nay. Qua ngày mai luôn chứ không phải là qua tuần sau, ngày mai là không đúng có rồi. Không có tặng kiểu đó nữa. Đó, nên mình tranh thủ luôn nha. Đây là chuỗi 108 bích phí đá màu xanh và có thánh giá. Giá là 1.200, trầm hương núi rừng tự nhiên nha các anh chị, rất là đẹp luôn. Và mình an tâm mình mua được hàng thật luôn. Đó, anh chị đang coi là mình thích mẫu nào, mình cần cái kiểu nào mình comment bên dưới nha. Đây, đây là cái vòng hạt 8 ly nha. Đây là cái vòng hạt 8 ly có mix với lại hoa sen bằng vàng 24K, rất là dễ thương luôn. Mình có thể đeo cổ tay hoặc là mình có thể đeo cặp với đồng hồ cũng rất là đẹp. Đây là hạt 8 ly nha và nó nằm ở phân khúc hàng trung nha cả nhà mình. Hạt 8 ly thì nó hơi nhỏ cho nên là nó tạo mùi không có nhiều bằng mình đeo nguyên một cái chuỗi, nguyên cái nồi. Và cái này giá là 1.200 đô nha, có mix với lại hoa sen bằng vàng 24K. Giá là 1.200 đô nha cả nhà mình. Và nếu mà ai coi cái mẫu nào thích đó, cảm ơn chị Mười rất là nhiều. Ngày hôm qua là chị Mười là coi như là sau khi up cái like là chị chốt một lượt hai cái. Và em có mở Flickr và Phùng Huy cũng có nghe. Là chị nói là chị đã theo dõi công ty Trọng Hương Nguyễn là 3 năm hơn. Là chị bắt đầu chị mới mua và chị mua lần đầu tiên luôn. Chị là có nghĩa từ trước giờ là chị chưa mua gì hết á. Mà chị mua lần đầu tiên mà chị mua lần hai cái chuỗi rồi mua bột trầm nữa. Là chị biết đúng chỗ rồi. Cảm ơn chị rất nhiều nha chị. Hôm qua chị mua được giá tốt mà hôm nay chị vừa được giá tốt và vừa có cái phiếu để trúng thưởng nữa nha chị nha. Đó. Sau khi bắt cái like là chị gọi chị mua liền luôn. Dạ, chị thích thì chốt hôm nay luôn nha. Rồi. Giá cho cái vòng đeo tay này có mấy chữ là hoa sen bằng vàng và bi vàng nha các anh chị nha, giá là 1.200 và hôm nay mình chốt sẽ vẫn được giá đặc biệt nha. Trời ơi, Quyên Quỳnh từ chào bữa giờ. Chị Hương. Quyên Quỳnh từ bữa giờ mới thấy. Rồi, mới hôm thấy nay tranh thủ chốt đi em ơi, sẽ được đặc biệt cho em hôm nay luôn á, gần như 20% luôn và sẽ được có thêm cứ 200 đồng là có thêm được một phiếu đốt thăm may mắn trúng thưởng nha. Nên là hôm nay ai chốt cũng là rất là có lợi, vừa được đặc biệt giá và còn được phiếu trúng thưởng nha các anh chị. Đó. Cái này xinh xắn luôn, có 1.000 mấy à. Cái này cũng 1.200 luôn, cùng phôi nha. Nhưng mà cái này là hoa tỳ hưu không? Cái này là tỳ hưu cổng hoa sen bằng vàng 24K. Giống như một cái là hoa sen, một cái là tỳ hưu. Cái lô hàng này là được mỗi mẫu được 3 chiếc. Mỗi lô trầm sẽ được 3 chiếc. Đó, đây. Vừa tỳ hưu vừa hoa sen, nếu mà mình thích mình có thể đeo nguyên cặp luôn. Và thích là hoa sen và đeo hai cái luôn, đeo cặp luôn. Cái cặp cũng rất là dễ thương mà. Hay ha. Dạ, đây nè, mình đeo hai cái cặp cũng rất là dễ thương nha cả nhà mình. Đây. Đó, mình đeo cặp như thế này vừa hoa sen vừa tỳ hưu luôn. Đó, và trầm thì mình đeo á là Hương Nguyễn nhắc lại là nó phải rộng giống như đeo cẩm thạch nha cả nhà mình. Nó phải tụt tới tụt lui giống như mình đeo cẩm thạch. Cọ sát. Dạ, cọ sát. Còn kia mà trầm mà mình đeo á mà mình bị đeo siết giống như đeo đồng hồ vậy nè. Là nó sẽ bị ngấn cái tay, nó sẽ bị ngứa cái tay, rất là khó chịu. Nó sẽ bị ngấn cái tay, nó sẽ bị chào cô Danh Ca Thanh Tiền. Hay là cô Thanh Tiền. Chào cô Danh Ca Thanh Tiền, trời ơi hôm nay cô vô coi. Có show mình rồi đúng không? Có đúng rồi, hôm nay là cô vô coi con livestream nè. Hello cô. Đó là Nguyễn nói lại nha, thí dụ như là một cái chuỗi như thế này đi, mà mình đeo nó phải có cái độ đàn hồi, nó phải giống như mình đeo cẩm thạch vậy đó. Nó phải tụt tới tụt lui như thế này thì nó mới ma sát, nó mới tạo mùi. Còn nếu mình đeo mà nó sát quá giống như mình đeo đồng hồ á, nó sẽ bị ngấn cái cổ tay và nó sẽ bị ngứa rất là khó chịu. Tại vì nó bị ngấn mà nó bị ngấn nó sẽ bị đỏ, nó bị ngứa rất là khó chịu. Cho nên là khi mình đeo trầm á là mình phải đeo rộng giống như là mình đeo cẩm thạch vậy đó. Để cho nó ma sát vào cổ tay để nó tạo mùi đó. Và cái nhà mình ơi, cái ngày mà 31 tháng 12 New Year này là show Đêm Huyền Thoại 2 là công ty Trọng Hương Nguyễn có kết hợp với lại Đan Nguyên Entertainment và đạo diễn Cường Ngô để làm ra cái show ngày 31 tháng 12 countdown tại OC này. Và trong đó là không thể thiếu cô Danh Ca Thanh Tuyền. Và cô đang coi hai anh em mình live. Cô đang comment thả mấy trái tim quá trời luôn. Cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn cô Danh Ca Thanh Tuyền. Rồi các anh chị nào mà đang quan tâm đến Trầm Hương có thể comment nha. Xin nhắc lại đêm hôm nay là đêm cuối cùng đã được mua được cái hai sản phẩm rất giá rất đặc biệt luôn nha. Đó, không thua kém gì 20% nha cả nhà. Và còn được cứ 200 đồng là được một phiếu đốt thăm may mắn luôn. 1.000 đồng là được 5 phiếu. Đó. Là 5 phiếu may mắn luôn nha. Đó, đây rồi.
Số phone của Hương Nguyễn cho các anh chị coi trên YouTube hay là muốn gọi về nha. À, hoặc ngại comment vẫn cứ gọi về hoặc nhắn tin cho Hương Nguyễn luôn. 714-588-9989. Dạ, 714-588-9989. À, vì là có nhiều người comment ở dưới thì hay bị người bán trầm này về. Hát hay nhờ đeo trầm hương ngủ ngon mới có sức hát hay. Rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Đó, người thật, việc thật nha quý vị. Đó, dạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Rồi, cảm ơn cô, rất là nhiều. Cô Danh Ca Thanh Tiền là có cái vòng như thế này nè, vòng viết như thế này nè cả nhà mình. À, vòng viết như thế này. Đó, và có tên cô trên đó luôn, thương lắm, thấy cô đi hát lúc nào cô cũng đeo cái vòng hết trơn á. Rồi, và đây là cái chuỗi này là tràng hạt măng côi nha cả nhà mình. Cái này tràng hạt măng côi cho nam nữ gì đeo tai, đeo cổ gì cũng được hết luôn. À, và cái hàng do con người trồng cấy thì công ty Trọng Hương Nguyễn bán là 300 mấy, 200 mấy cũng có nha. À, là cái trầm hương do con người trồng cấy, còn đây là trầm núi rừng mọc tự nhiên. À, hàng zin mọc 100%. À, giá của nó là 2650 và nó nằm ở phân khúc hàng chung nha. Giá là 2650, nằm ở phân khúc hàng chung và nam nữ gì cũng đeo được hết á. Mình có thể dùng để lượn tràng hạt được nè. Hoặc là mình có thể đeo cổ mà nam nữ gì đeo nó cũng fashion, nó cũng đẹp, đẹp luôn. Dạ, đeo fashion rất là đẹp luôn nha. Giá là 2650. Và cả nhà mình ơi, nãy giờ có ai thích mẫu nào chưa ạ? Nãy giờ có ai thích mẫu nào chưa thì comment bên dưới để Hương Nguyễn sẽ tặng với giá quà tặng đặc biệt cho cả nhà mình. Dạ. Và cái đánh giá này là làm theo kiểu cô tiếp nha, Roma kiểu La Mã rất đẹp luôn, chứ mà thánh giá đơn giản luôn mà chưa thánh giá có từ Chúa Giêsu cho các anh chị đây. Dạ, giá của nó là 2650 và hôm nay nếu mình chốt này thì giá rất đặc biệt luôn và sẽ có thêm những cái phiếu may mắn cho quý vị được sổ số nha. Dạ, và hả, ngày hôm qua có đi quanh kia là dự cái giống như là chơi Noel trước ở cả nhà mình. Xong rồi cô Thanh Tiền biết không, gặp chị Thanh Thảo đồ ở trong đó, rồi gặp chị Mộng Linh rồi đó. Ai cũng nói với con đó là trời ơi, nôn cái show 31 tháng 12 này quá, chắc là vui lắm đây. Ai cũng rất là nôn cái show cao đao đêm huyền thoại 2. Và cái nữa là giống như là mỗi lần mà cô Danh Ca Thanh Tiền á anh, xuất hiện đi cô xuất hiện mà cô cất cái giọng hát lên một cái là ở dưới chiều người ta chiều mưa biên giới lỗ rồi lỗ rồi dưới dỗ ta cũng hát một cái là ở dưới là rần á. Rất là cô là một thần tượng, tiếng nói vừa không gian vừa thời gian, cái giọng vừa ca tất cả của mọi thứ, quá tuyệt vời luôn. Cô vợ ở trong tim của tất cả mọi người. Bữa hổm đi cái show của anh Kevin ở New York cũng vậy, cô hát quá trùng khán giả luôn. Hào Ngô ơi, chào Nguyễn Vân, chào Vân. Rồi, và đây là cái chuỗi 108, cái này là hạt 8 ly nha cả nhà mình, cái này là hạt 8 ly nha. Hạt 8 ly này cho nam hay nữ gì đeo cũng được hết nha. Nam nữ gì đều cũng đeo được hết luôn. À, nam nữ gì cũng đeo được hết. Trầm núi rừng tự nhiên. Dạ, cái này là trầm núi rừng mọc tự nhiên. Tất cả các sản phẩm trầm hương núi rừng tự nhiên của công ty Trầm Hương Nguyễn là hàng tận 100% và có giấy tờ chứng nhận guarantee nha quý vị. Và cái phôi hàng này cả nhà mình biết không, chỉ được có một cái duy nhất thôi. Nhưng mà cái vân dầu nó rất là đẹp luôn. Dạ, có một cái duy nhất thôi nha. À, giá 8 ly là hạt lớn. Dạ, 8 ly hạt mọi lớn. Hạt được. Đây 8 ly hạt lớn này, Hương Nguyễn sẽ để gần lại cho cả nhà mình thấy được cái vân gỗ nó nè. Cái vân trầm nè, đó rất là đẹp luôn ha. Đó rất là đẹp luôn. Giá là 1.800 đô cho cái trầm núi rừng mọc tự nhiên hạt 6 ly này nha. Hạt 8 ly nha cả nhà. Và mình có thể quấn vào cổ tay mấy vòng như vậy cho nam hay nữ gì cũng được. Hoặc là mình đeo vào cách này nè, đó mình thắt nút lại ha. Xong mình đeo lên giống như mình làm sợi chuyền đeo cổ vậy đó, rất là đẹp luôn. Giá là 1.800 đô và riêng phôi trầm này hiện tại chỉ có một cái duy nhất thôi. Dây chuyền Phật Bà còn vậy, bán rồi không? Còn bán rồi, nó hết luôn hả? Còn có một cái duy nhất là chị Vân chị lấy rồi, còn một cái chị Vân vừa lấy đúng không? Ok, đó vì có cô nên định nói là có cô nên mang lên khoe với cô mà hết rồi đó. Rồi đây. Rồi đây là 1.800 cho rồi. Cái trầm núi rừng mọc tự chuỗi 108 hạt 8 ly hạt size lớn nha, để đeo rất tuyệt vời và để ngồi lần hạt luôn, mua cho mình tặng cho ông bà cha mẹ mình, sư phụ mình, sư thầy mình nha. Đối với tiếng á, mà mình đời mình mà có nhiều sư phụ sư thầy hay là những anh chị mà đỡ đầu á là người rất là may mắn, nếu mình không có là mình rất là khổ tâm, cứ phải lần mò đi hoài nha. Thì có người đỡ đầu thì mình ta cũng phải tri ân đến người đỡ đầu của mình.
giá cho cái chuỗi này là 1.800 và hôm nay sẽ được đặc biệt cho chuỗi này nha. À, giá đặc biệt luôn, đặc biệt lắm luôn, và sẽ còn được cái phiếu rút thăm may mắn nữa nha. Cứ 200 đồng là được một phiếu rút thăm may mắn, một phiếu xổ số. Đúng rồi. À, và chỉ có là sau cái chương cái này 20% là từ bắt đầu ngày hôm nay nha. Chứ cả nhà mình đừng có phân bì là ô sao mua bữa giờ không được phiếu. Dạ, bữa giờ mình mua là mình được chương khách hàng 20%, còn bây giờ đây mua là không có được 20% nữa, cho nên là sẽ được cái bốc thăm trúng thưởng vào ngày mùng 1 Tết, ngày mùng 10 á, ngày 10 tháng 2. Ngày 10 tháng 2 Tây, à. Ngày mùng 1 Tết mình. Dạ, ngày mùng 1 Tết mình. Và ngày là ngày mùng 10 tháng 2 Tây nha. Yeah. Và sẽ được giống như là giải nhất á là trị giá là 3.000 đô, còn giải nhì là trị giá 1.200, còn giải ba là trị giá là 500 đô. Đó. Dạ, và sẽ cũng live trực tiếp để bốc thăm như thế này nè cả nhà. Và tất cả những cái giao dịch về tiền bạc hay là check hay là thẻ gì chỉ có một số phone của chồng Hương Nguyễn duy nhất nha cả nhà, 7145889989. Còn lại những cái số phone khác mà liên lạc với cả nhà mình là giả mạo nha, vì là có rất nhiều người đang phá cái trang của công ty chồng Hương Nguyễn, vì là những cái người mà người ta bán hàng giống như người ta lấy hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên trước đây và hiện tại vẫn đang là đại sứ độc quyền cho công ty chồng Hương Nguyễn, không có quảng cáo cho bất cứ một cái sản phẩm trang sức hay là chồng Hương nào khác. Người ta mới lấy hình của Đan Nguyên, người ta chạy quảng cáo là một tặng một giảm 50%, làm rất là nhiều luôn. Xong người khác người ta cứ nhào vô người ta mua, người ta hiểu lầm của công ty chồng Hương Nguyễn, nhưng mà là không có nha. Không coi show được thì để tiền mua chồng thôi. Dạ, cảm ơn chị Châu Trinh, cảm ơn chị Châu Trinh rất là nhiều. Chào Hùng Vân, chào em Lu nha, em đi, chúc em có chuyến đi Việt Nam vui vẻ nha em nha. Rồi chị Hạnh Vũ ơi, Tiến có comment đó là bằng vừa chữ vừa số luôn, thử cái comment số là hàng YouTube nó remove mình luôn á, là 7145889989 đó. Nên là chị có thể gọi về nhắn tin cho Hương nha, để trước khi chúng ta chuẩn bị đến chốt với hai món đặc biệt trong tối hôm nay sẽ được giá rất đặc biệt luôn, và sẽ được có thêm cái phiếu sổ số, sẽ có thêm một gì sổ số nha. Chào Phi Phi. Đó. Rồi và đây là lên hai mẫu này nữa là sẽ bắt đầu là sẽ vô hai cái món với giá quà tặng đặc biệt nha cả nhà mình. Đây một cái là dành cho cổ tay nam nè, hạt 16 ly nè. Ừ. Cái này là ở phân khúc là tầm trên hàng trung luôn á nha, mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng rất là đẹp luôn. Giá là 3.800 đô, giá là 3.800 đô nha cả nhà. 16 ly. Độ dầu rất nhiều nha, yeah. 16 ly nha các anh chị. Đây 16 ly. Trầm Hương núi rừng tự nhiên, hàng tận 100%, guarantee, có giấy tờ để an tâm mua nha. Và tự tin mình tặng 3.800 và sẽ được giá đặc biệt tối hôm nay. Và mô này chúng ta sẽ có thêm được những cái phiếu sổ số trúng thưởng. Dạ, vậy là anh tặng cái chuỗi 8 ly với cái này. Dạ, cái đó xong rồi cái. Dạ, rồi và gian chầm bên công ty chầm Hương Nguyễn là có 4 loại nha cả nhà mình. 59 đồng cho 20g. Và tiếp theo là loại 85 đồng cũng là 20g, khoảng 100 thanh nhang hơn nha. Và loại tiếp theo có chữ nhang trên nắp đó là giá 110 đô. Và loại mắc nhất bên công ty chồng Hương Nguyễn hiện nay là có chữ nhang và cái chữ VIV trên cái nắp nha, là loại giá 135 đô là loại mắc nhất bên công ty chồng Hương Nguyễn hiện nay. Và đây là cái cây gỗ để xông nhang trầm giá là 30 đô, và cái miếng chống cháy trong đây là khi nào mình xài từ 5 đến 10 ống nhang thì nó mới chai cái miếng chống cháy này, và khi mua thêm nhang thì công ty chồng Hương Nguyễn luôn luôn có cho thêm cái miếng chống cháy này cho cả nhà mình nha. Nên là mình mua 30 đồng là mình xài hoài hoài luôn á, chứ không phải mình xài một lần mình bỏ đâu. Chào Danny Nguyễn, chào cả nhà mình. Và đây là cái bột trầm 30g là giá 170 đô, là xài trên 3 tháng. Còn 50g là 270 đô, xài trên 6 tháng nha. Xài trên 6 tháng. Và đây là tiếp theo, đây là cái lư bằng gỗ, cái nắp bằng đồng giá là 60 đô nha. Trong đây có cái miếng chống cháy để mình xông bột trầm cũng giống như là nụ trầm luôn, và giá là 60 đô. Và tiếp theo đó là cái nụ trầm hương giá là 280 đô, loại VIP nha, trên 72 nụ, cân nặng của nó là 50g trên 72 nụ. Yeah. Rồi và bây giờ hôm nay Châu Trinh nói là không coi được show thì để dành tiền mua chầm thôi. Đó, hôm nay mình chốt luôn nha em ơi, để chúng ta có được chầm mình xài trong cái dịp cuối năm và đón năm mới về nha em và các anh chị ơi. Là Cherry Lu ha, là đi Việt Nam chơi phải không? Yeah. Rồi. Mà chị Châu Trinh là chỉ mua nhang rồi, chỉ mua nhang rồi, mua nhang. Chị chốt cái khác, chị mua cái khác. Rồi. Cái gì có món để mua mà, giống như mình mua cái này xong mình xài xong thời gian mình có thêm điều kiện á, mình mua thêm cái mới nữa đúng không? Rồi giờ là mình chốt một cái hàng trồng với một cái hàng tự nhiên đi ha. Cái hàng trồng, cái hàng tự nhiên. Dạ, hôm qua em cũng chốt một cái hàng trồng với một cái hàng tự nhiên thì chị mời chị lấy hai cái một lượt luôn. Để hàng trồng chị mời. Dạ, rất là may mắn nha. Hôm nay nếu chị mời chốt thêm hai cái nữa. Chỉ là
và chị là coi như là coi mỗi ngày, chị nói là chị coi mỗi ngày bên trang công ty Trần Hương Nguyễn, mà chị nói là chị coi có nhiều lúc chị không có coi trực tiếp, chị coi lại. Nhưng mà ngày hôm qua là vừa offline là chị gọi chị chốt hai cái đó. Rồi hôm nay nếu mà chị đang coi chị thích cái nào chị có thể comment ở dưới luôn, để mà vừa offline chị cũng gọi và chốt luôn, vừa được giá đặc biệt có hôm nay nha, và sẽ có thêm những cái phiếu rút thăm may mắn trúng số nha, còn để thêm cái sự may mắn đó có 3 giải thưởng nha. Giải đầu tiên, giải 3 là 500 đô, giải nhì là 1.200 đồng, và giải nhất đặc biệt là trị giá là 3.000 đô. Wow, đúng không? Mình mua 200 đồng thôi mà trúng tới 3.000 đô là rất là nhiều nha các anh chị nha. Bây giờ thì Hương Nguyễn sẽ chọn ngẫu nhiên. Nếu mà quý vị chưa nghĩ ra được cần mua cái gì đó thì Hương Nguyễn sẽ chọn ngẫu nhiên các anh chị nha, để chúng ta được chốt cái giá đặc biệt tốt hôm nay, và chúng ta có thêm cái sổ số, cái vé số cho quý vị luôn. Dạ, đây Hương Nguyễn sẽ chốt cái này. Mình sẽ chốt cái này là nam nữ gì đeo cũng được hết, và cái quan trọng là mệnh nào đeo cũng được hết luôn. Dạ, đây là trầm hương do con người trồng cấy nha cả nhà mình. Đây là ngũ hành tương sinh, dạ, mít với lại đá ngũ hành tương sinh nè, nam nữ gì cũng đeo được, là nam nữ đeo được và bổ mạng nào đeo cũng hợp lý được. Đúng cả rồi, hết luôn nha, thì có tất cả là ngũ hành tương sinh kim mộc thủy hỏa thổ trên đó. Đây tượng trưng cho năm màu hỏa thổ nha, là tượng trưng cho năm màu đá. Hello anh Vũ Quang Vinh, hello anh ca sĩ Vũ Quang Vinh. Ồ bữa nay hả, cô Danh Ca Thanh Tiền vô coi hai anh em mình, xong tới anh Vũ Quang Vinh vô. Hên quá. Hôm nay hên quá. Có hai ngôi sao ca nhạc lên nổi tiếng. Nổi tiếng lên coi Hương Nguyễn, là anh Đức Tiến live stream anh Vũ Quang Vinh ha. Không biết là cái giọng của anh hôm qua mình giật quà, không biết là anh còn nói nổi em không. Em chào chị Ba và anh Tiến, hello em. Hello Tâm. Coi như là em là cái giọng nhà vào giống như dịch vậy đó. Nhưng mà xuống cái like này thì nói chuyện hết nổi, nhưng mà lên cái like này là cái giọng nó cứ vậy đó, cái giọng nó cứ chăng sảng 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 vậy đó, nhưng mà xuống cái like là anh Tiến ra hỏi đau cổ quá nó không nổi. Hello chú Điền Phan ơi, hôm nay sẽ được đặc biệt cho em nè, em chốt cái gì đi, và sẽ còn được phiếu sổ số nha, coi như cứ 200 đồng là một phiếu sổ số và được giá đặc biệt tối hôm nay luôn. Đúng rồi, và đây là cái trầm núi rừng mọc tự nhiên nha, trầm núi rừng mọc tự nhiên, vì là hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc cái 20%. Ngày hôm qua nhưng mà ngày hôm nay là bắt đầu là không có còn giảm nữa. Cho nên Hương Nguyễn sẽ muốn tặng hai cái món đặc biệt, có nghĩa là để bắt đầu cho một cái sổ số, cho nên là sẽ cho hai món với giá quà tặng đặc biệt nha cả nhà mình. Cho nên là đừng có ai cầm lên, với lại cũng đừng có ai mà nói là ô hết tặng 20% rồi mà sao tặng nhiều quá vậy. Dạ, tặng nhiều hơn chút cho một ngày hôm nay thôi. Đúng rồi. Dạ, only hôm nay thôi nha cả nhà. Hai món nha. Hai món đó thì cái này là 470 đô, không có còn giảm 20% nữa nha. Giá của người trồng cái. Hàng trồng cái, hàng giá tốt. 470 đô. 470 đô mà hạt 7 ly nha, hạt 7 ly dành cho cổ tay nam và nữ luôn. Và đeo dây chuyền là rất đẹp luôn á, đây nè. Mình có thể đeo như thế này nè. Đó, mình đeo cái đá này mình cho nó nằm bên hông. Đó, mình cho nguyên dãy đá này luôn ha. Hoặc là mình có thể đeo cho đá này nằm dưới. Đó, làm giống như mặt dây chuyền. Hoặc là mình có thể thắt nút như thế này, tại vì 7 ly này đó là thắt nút được chứ 6 ly không được nha. Đó, mình thắt nút như thế này đó, xong mình đeo giống như dây chuyền vậy cả nhà mình. Dạ. Yeah. Đeo rất là nhiều. 470 đô. Dạ, wow. 470 đô. 470 đô thì hôm nay Nguyễn sẽ tặng cho cả nhà mình là 470 đô thì hôm nay Nguyễn sẽ tặng cho cả nhà mình là tặng đúng cái lọc nha, tặng 60 đô. Dạ, tặng 400 nha. Okay. Dạ, tặng 60 đô nha cả nhà mình. Cái trầm hương do con người trồng cấy mà tặng 60 đô là hơi nhiều đó. Mà mình tặng 60 đô và mình được thêm 2 phiếu nữa. 2 phiếu may mắn nha. 2 phiếu bốc thăm trúng thưởng. Hello chị Huyền Phan. Dạ, 2 phiếu bốc thăm trúng thưởng nữa nha. Là giá là 470 tặng 60 là còn 401 và được 2 phiếu. Dạ, chúc thăm may mắn nha. Nhưng mà chỉ có hôm nay là mới tặng 60 thôi chứ còn ngày mai còn 20 30. Dạ, ngày mai là tặng 20 30 thôi chứ không tặng nhiều nữa cả nhà. Rồi, mình tranh thủ nha. Mình tranh thủ chốt, đây là chuỗi 108 có mix với lại nguyên cái bộ đá ngũ hành tương sinh. Đó nên là bổ mạng mạnh được hết luôn. Thứ nhất, thứ hai là nam nữ đều được đẹp luôn vì nó 7 ly. Nhà nó không có quá lớn và cũng không quá nhỏ, giá của là 470 nha. 470 và hôm nay Trầm Hương Nguyễn tặng quý vị 60 đô là còn 401. Dạ. Và mua 401 này được 60 đô và được thêm 2 phiếu sổ số, được thêm 2 phiếu sổ số nha. Dạ, cho chuỗi này. Đó. Dạ, 2 phiếu sổ số. Chuỗi ngũ hành tương sinh, đây là hàng trầm hương cho người trồng cấy
vẫn là thật 100%, không có nhuộm màu chiếc gel cả nha. Cái phôi trồng tự trồng cái thế nào và tạo nè y chang này thôi. Dạ. Và để coi chốt mẫu thứ hai, chốt mẫu thứ hai là chốt cái này. Mẫu này đẹp không? Dạ đúng rồi, cái hàng tự nhiên á. Và cái phôi trồng này hàng 8 ly này có một chuỗi thôi nha cả nhà mình. À có một cái thôi. Dạ, có đây, một cái thôi. Mẹ nói mà nghe đây. Luôn. Đây là cái trồng núi rừng mọc tự nhiên. À, cái phôi này là có một cái thôi nha cả nhà mình, không có cái thứ hai nha. Cái phôi này là có một cái duy nhất thôi. Và mình nhìn kỹ nè, vân dầu với vân gỗ nè. Cái này vân dầu với vân gỗ rất là đẹp nha. Đó, cái vân gỗ vân trầm rất là đẹp luôn. Dạ, ủa sao trong cái này mình lại nó lại mờ ha? Nó mờ mình, có thể cho mình nhìn cái camera thôi. Mình không có focus được cái sản phẩm ha. Giá là 1.800 đô. Giá là 1.800 đô cho cái chuỗi trồng núi rừng mọc tự nhiên hạt 8 ly này nha. 8 ly hạt lớn dạ, nha. Lớn dạ. Nha. Thứ nhất là nếu mà mình ngồi mỗi sáng mà mình muốn xong nhang trầm mình lựng chuỗi tràng hạt đó rất là tốt luôn. Vì là 8 ly là mình lựng vừa cái tay, còn 6 ly với 7 ly nó hơi nhỏ. Và cái này là 8 ly này là dành cho nam và nữ luôn nha cả nhà mình, nam nữ đều đeo được hết. Nữ thì quấn cổ tay 5 vòng, còn nam thì quấn cổ tay 4 vòng. À, và cái điều đặc biệt nữa là cái này mình có thể đeo được rất nhiều kiểu cho nữ luôn á. Đây mình có thể đeo một cái sát cổ, còn cái dài xuống mình đeo trên cổ nha. Đó, vừa quấn tay vừa đeo cổ. Rồi và tiếp theo nữa mình có thể thắt gút như thế này nè. Vì 6 ly, 7 ly rất là khó thắt gút, còn cái này là 8 ly mình thắt gút như thế này. Đó, rồi mình đeo giống như là mình đeo dây chuyền trên cổ vậy, rất là đẹp luôn. Đây, mình đeo như thế này lên cổ nha. Giá là 1.800 đô. Giá là 1.800 đô thì hôm nay Nguyễn muốn tặng cái này cho cả nhà mình là cũng chỉ tặng có 1.800 đô. 1.800 đô và cũng chỉ tặng có một người thôi. Vì là cái này muốn tặng hai người cũng đâu có đâu, tặng đúng có một cái. Còn có một cái duy nhất luôn, dạ. Một cái duy nhất tuổi 108. À, có nghĩa hạt là 8 ly. 108 hạt 8 ly là công ty trồng Nguyễn có nhiều phôi trồng khác nhau. Nhưng riêng cái phôi trồng này là chỉ có một cái một thôi, cho nên là người mà muốn chốt cái thứ hai cũng không có nha cả nhà mình. Cho nên là hôm nay thì ông Nguyễn muốn tặng với giá quà tặng đặc biệt cho cả nhà mình luôn. Đó, và vừa được cái phiếu bốc thăm trúng thưởng nha, cứ 200 đô là sẽ được một phiếu nha. Cứ 200 đô là sẽ được một phiếu. 800. Chết quá. Chọc. Đây 1.800. Rồi, đây 1.800 nha. Và trầm hương núi rừng tự nhiên, thiên nhiên hoang dã hàng thật, vân rất đẹp nha. Tiếng nhìn kỹ đây nè. Ồ, vân rất đẹp luôn, màu đẹp, vân đẹp lắm nha quý vị. Dạ. Rất đẹp luôn, Ranty đẹp nha. Và trên YouTube có thể là cái do cái camera mình nó bị mờ đó nha. Facebook được hình rõ hơn, và ai cần xem thêm hình ảnh á cứ comment hoặc gọi về số phone cho Hương sẽ gửi thêm ảnh cho quý vị luôn. 8 ly là loại lớn á, vừa dạ, đeo nè, vừa lần hàng được luôn nè. Đó, giá của đó là 1.800 và hôm nay 1.800 đô, và hôm nay thì Hương Nguyễn sẽ tặng cho cả nhà mình là 300 đô nha, còn lại 1.500. Dạ, 300 đô còn 1.500 nha. Còn 1.500 thì nha. Sẽ được bao nhiêu cái phiếu ta? 1.500 thì tôi đưa 7 phiếu rưỡi. Có 8 phiếu đi. 8 phiếu. Có 8 phiếu dạ. Luôn. 8 phiếu. 8 phiếu với 1.500 nha cả nhà mình. Đây. À, là giá là 1.800 đô và Hương Nguyễn sẽ tặng 300 đô. Dạ, bình thường thì sẽ tặng mấy chục phần trăm thôi à. Nhưng mà hôm nay là giống như là Hương Nguyễn muốn một cái like đặc biệt. Thứ nhất là kết thúc cho cái giảm 20% mỗi năm cho công ty trồng Hương Nguyễn. Và cái bắt đầu cho cái sổ số trúng thưởng giải nhất là 3.000 đô, giải nhì là 1.200 và giải ba là 500 đô. Là đều có hai cái sản phẩm trầm là đều có mít với lại vàng 24K. Cho nên là cái giá của nó là sẽ là 1.800 tặng 300 đô. Dạ, là 1.500 và được 8 phiếu bốc thăm trúng thưởng nữa nha cả nhà mình. Dạ. Đó, và bây giờ thì và nó luôn là bây giờ cái này á, cái loại trầm này và cái 8 ly hiện mà có một cái mà thôi. Đó, nên là ai có một cái thứ hai cũng không có. Và ai cần chốt là chốt nhanh nha, chứ không hai người cùng chốt thì công ty sẽ không có cái phôi thứ hai này cho quý vị nha. Dạ. Cái loại trầm này, cái phôi trầm này và mẫu này hiện giờ có một cái mà thôi. Dạ, đó. Cái phôi nó có một cái thôi nha cả dạ. Nhà mình. 8 ly nha, trầm hương núi rừng tự nhiên, hàng tập 100% và có giấy tờ chứng nhận. Trên tờ giấy đó có thông tin hình ảnh cụ thể và rõ ràng. Giá là 1.800 đây. Đó. Và hôm nay Hương Nguyễn tặng quý vị 300 đô là còn 1.500. Và chúng ta mua ngay cái mùa gọi là chúc thăm may mắn trúng thưởng được 8 phiếu. Nè, 7 phiếu rưỡi mà cho lên 8 phiếu luôn. Dạ. À, đây. Rồi, rất và, đẹp nha. À, và chỉ được 200 đô là một phiếu nha cả nhà mình, bắt đầu cho cái ngày hôm nay. Dạ. Còn những người mua trước đây là mình được 20% rồi. Cho nên là mình sẽ không có được cái phiếu bốc thăm trúng thưởng. Cái phiếu bốc thăm trúng thưởng là tính bắt đầu từ ngày hôm nay. Năm nay mùng 1 Tết đây em cũng muốn lọc từ trầm hương nữa.
muốn tích mình chứ đâu phải tích tay. Không muốn tích tay, đó là tích tay là đến cao đao á. Tích tay là cao đao. Hello à. Châu Trinh. Dạ. Yeah. Tích tay, tích hôm tay. Hẹn thì... là sao không hiểu luôn. Hắc hẹn là sao không hiểu Châu Trinh ơi. Đó, nếu Châu Trinh có thích thì Châu Trinh comment để biết chốt nha. Không được gác bài vô chốt cái là không có thể để cho Châu Trinh được nha Châu Trinh ơi. Rồi mình nhắc lại chút xíu trước khi mình offline nè. À cái chuỗi kia đâu, cái chuỗi mà ngũ hành tương sinh đi. Dạ. Nhắc lại cho em Nguyễn nhắc lại một cái trước khi offline nha cả nhà mình. Để người nào gọi cho Nguyễn đầu tiên thì sẽ được chốt với giá quà tặng nha. À, giống như là chị Mũi đó ngày hôm qua là chị không có chốt trực tiếp nhưng mà sau khi Huy chở chị vừa đóng cửa tiệm đi ra là chị gọi liền luôn là chị chốt lượt hai chuỗi luôn. Rồi và đây là cái trầm núi rừng mọc tự nhiên. Dạ, trầm núi rừng mọc tự nhiên nha. Và cái này là hạt của nó là 7 ly, dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ luôn nha. Hạt của nó là 7 ly, dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ. Và cái đá ngũ hành tương sinh này nè là giống như là tượng trưng cho đất trời vũ trụ, giống như là toàn bộ là những cái gì đó nó nói chung là những cái tốt đẹp là nó đều nằm ở trong cái chuỗi này. Thì khi mà mình gọi là tương sinh hội tụ của cả nhà mình tương sinh hội tụ quá, vì là cái này là nó kim thủy mộc quả thổ và mệnh nào đeo cũng được nha, và mệnh nào đeo cũng được hết. Bữa nay đi làm vào trễ. Dạ cảm ơn anh Nicolas rất là nhiều. Thì giá của nó là 470 đô, dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ luôn, ai đeo cũng được hết. Giá là 470 đô. Thì Nguyễn sẽ tặng là nãy tặng nhiêu quên mất tiêu rồi. Tặng 60 đô còn 401 cho cả nhà mình. Tặng 60 đô là còn 401. Yeah. Là anh Nguyễn nói cái chuỗi này. Và cái chuỗi tiếp theo là anh Tiến nói. Chuỗi thứ hai đây là chuỗi này, trầm hương núi rừng tự nhiên, hạt 100% nha. Hạt 8 ly, hạt loại lớn luôn nên là rất là dễ đeo và cũng như dễ ngồi lần hạt cho quý vị luôn. Trầm hương núi rừng tự nhiên, hạt 100%, có giấy tờ chứng nhận. Và giá của cái chuỗi này là 1.800. Cái này là nam nữ đều đeo được luôn nha. Tặng cho ba mẹ mình, sư phụ mình, sư thầy của mình, giá 1.800. Và hôm nay Hương Nguyễn đặc biệt cho quý vị nha, tặng tới 300 đô nha. Thường tặng có 100 đô, 60 đô thôi mà tặng 300 đô. Đó, tặng 300 đô, 1.800 là còn 1.500 cho chuỗi này. Và 1.500 chúng ta được 8 phiếu sổ số, 8 cái vé số may mắn nha. Đó, coi 1.800 tặng 300 là còn 1.500. Và với cái phôi này và chuỗi này hiện giờ còn có một cái mà thôi, duy nhất một cái thôi. Nên là ai muốn mua, muốn chốt là chốt liền tay. Người thứ hai muốn chốt cũng không có vì không còn hàng này nữa, không còn cái phôi này nữa nha. Loại hàng này, phôi này còn một cái thôi. Ở bên ngoài màu rất đẹp, vân rất đẹp luôn nha. Và mùi rất thơm. Nên các chị hoàn toàn an tâm và tự tin. Giá là 1.800, tặng 300 là còn 1.500. Và 1.500 đó chúng ta có thêm 8 phiếu may mắn. Dạ đúng rồi. Và số phone của Nguyễn là 714-588-9989. 714-588-9989. Ở nước Mỹ thì chỉ có một số phone, cell phone của Hương Nguyễn duy nhất nha. Không có số phone thứ hai nào để gọi cho Hương Nguyễn, gọi cho cả nhà mình là chốt đơn hàng, chuyển tiền hay là ký check treo gì, là chỉ có một số này duy nhất thôi. Và số ở Việt Nam của Thanh Nguyễn, em gái của Hương Nguyễn là 0983-556669. Dạ. Và nhắc lại các anh chị nào trên YouTube á, đang coi hay là mới vừa vô á, có thể là sẽ up cái live stream liền bây giờ nên các vị lưu lại cái số phone để cần gọi về tư vấn hay là cần gửi hình hay cần FaceTime hay là cần tư vấn thêm gì nữa nha. Xin đừng ngần ngại, cứ nhắn tin hoặc gọi về trực tiếp cho Hương. Nếu mà gọi mà Hương chưa nghe được á, xin vui lòng nhắn tin để lại giùm. Số phone duy nhất đó là 714-588-9989. Và cả nhà mình ơi, nói một chút xíu về cái show đêm huyền thoại 2 của công ty Trầm Hương Nguyễn kết hợp với lại Đan Nguyên Entertainment, là ca sĩ Đan Nguyên là đại sứ thương hiệu cho công ty Trầm Hương Nguyễn, và hai chị em có kết hợp làm một cái show này cùng với đạo diễn Cường Ngô. Cái show này là ngày 31 tháng 12, cao đao cho cả nhà mình. Và hiện tại là bàn là full rồi, chỉ còn những cái vé lẻ thôi. Ví dụ như là vé mà cả nhà mình ai muốn đi 2 vé hoặc là 3 vé thì gọi cho Hương Nguyễn nha, để mà mình có được cái chỗ ngồi tốt nhất. Còn bàn full là hiện tại là chỉ có một bàn full thôi, có nghĩa là còn có một bàn full thôi. Dạ còn có một bàn full thôi, còn bao nhiêu là chỉ còn lại những cái vé lẻ là 2 vé, 3 vé, 1 vé cũng có nữa. Cho nên là mình gọi sớm để mình đi cao đao cái show này rất là vui nha cả nhà mình. Có trong cái poster ngày 31 tháng 12 này ở OC này, gồm có là đại sứ thương hiệu của công ty Trọng Nguyễn, đó là nam ca sĩ Đan Nguyên nè. Và anh Cao Thái Sơn. Cao Thái Sơn là đến từ Việt Nam nha cả nhà mình. Cao Thái Sơn đến từ Việt Nam. Và anh Thế Sơn ở Mỹ nha, anh Thế Sơn.
Rồi à, tiếp theo đó là vũ sư ca sĩ diễn viên Johnny Dương. Dạ, và cô danh ca Thanh Tuyền, không biết cô Thanh Tuyền còn ở đây không à. Cô danh ca Thanh Tuyền và chị Như Quỳnh và chị Thanh Thảo nè, búp bê Thanh Thảo nè, ca sĩ Mai Như Thiên Quỳnh Vân nè. Rồi Lê Anh Tuấn nè, Mai Thiên Vân nè, ca sĩ Ánh Minh nè, Diễm Sương, Quốc Khanh nè. Rồi hai vợ chồng chị Bích Tuyền á. Và Sarah William. Dạ đúng rồi, và được dàn dựng bởi đạo diễn Cường Ngô. Và bên nhạc là Trúc Sinh nha, nghệ sĩ là có chị Hồng Đào và anh Văn Sơn, còn MC là có Trịnh Hội và chị Kỳ Duyên và anh Đức Tiến nha cả nhà mình. Hẹn cả nhà mình là 31 tháng 12, là rất là vui luôn á, rất là vui luôn. Giờ anh em mình phải đi lên đài xong đi cái tiệc nữa, đi ăn nữa chắc là lên 10 kg quá. Chúc mọi người mình cuối tuần này là Noel rồi đúng không? Chúc mọi người, gia đình của mình, bạn bè và khách hàng mình cuối tuần này chúng ta đón lễ Noel hay là Christmas thật là vui nha. Chào tạm biệt và hẹn lại vào thứ hai tuần tới. Bye bye.